Wall Street đến Bosa Street. Kính chào quý vị khán giả của đài phố Bosa TV. NUS, Nu Skin, đây là một công ty làm những sản phẩm để làm đẹp cho phụ nữ và có thể người đàn ông có thể xài được, làm đẹp về da. Một công ty này đã từng vào cộng đồng Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên nước Mỹ này để kêu gọi tham dự vào cái chương trình đầu tư sản phẩm, có nghĩa là họ đặt ra những hệ thống marketing giống như là multi level marketing. Nó giống như MV, quý vị nhớ ngày xưa có một cái chương trình MV hay là MNSN. Đây là những chương trình mà họ dùng cái lòng tham con người để mà họ kích thích cái sản phẩm của họ. Và họ làm rất là hay và làm điều đó cũng đã được rất là thuận hành và đã phát triển rất là mau về vấn đề mà marketing. Nu Skin cũng đi theo con đường đó. Những công ty như Herbalife cũng có một level giống như vậy. Rất là nhiều công ty trên thị trường này họ đi theo một cái cách đó để họ làm gì? Thì họ nghĩ rằng nếu mà không xài cái sản phẩm đó, không dùng sản phẩm đó thì làm sao chúng ta có thể bán được, có phải quý vị? Cho nên họ decentralize hay là họ phân quyền toàn bộ hệ thống inventory. Có nghĩa là inventory không có nằm trong warehouse. Inventory sẽ vô và nằm trong bàn tay của những nhà tiêu thụ và cũng là những người bán sản phẩm đó cho họ. Tôi nhớ rất là nhiều người đến và than phiền là tại sao tôi lại mua những sản phẩm đó và cuối cùng tôi lại thay vì tôi bán được mà tôi cuối cùng phải ôm hết, là tôi xài cuối cùng cũng phải hết thôi. Đó là cái cách mà thường xảy ra. Rất là nhiều người đã bị đau khổ về cái chương trình multi level này, kính thưa quý vị. Nhưng ngày hôm nay cái khác nhau của Nu Skin và MW là cái gì? Tại sao nó cũng xài một cái đường lối giống nhau, tương tự nhau về cái vấn đề mà quảng bá và quảng cáo cái sản phẩm, nhưng cái khác nhau là tại sao nó tồn tại được và MW thì lại không có thể nào có những cái gì nó mạnh hơn là cái lời nói thôi. Tất cả những cái gì trong cái cuộc đời này nó phải được đứng trên cái sản phẩm của nó. Sản phẩm nó sẽ là cái sự quyết định cuối cùng của tất cả người tiêu thụ. Và Nu Skin đã đạt được điều đó. Vì thế cho nên cổ phiếu của Nu Skin đã đi từ đi lên cho đến bây giờ là 72 đô. Cổ phiếu của Nu Skin đã chuẩn bị đi từ 72 đô các thưa quý vị, lên tới 90, thử là 90, qua khỏi 90, lên thẳng luôn, lên đây hết đà cho quý vị luôn. Và tôi nghĩ rằng có thể lên tới 130 đồng một cổ phiếu. Mặc dù vậy, Nu Skin đang build một cái momentum, tại vì nó đã thấy sự thất bại của quá nhiều công ty ngày trước rồi. Quá nhiều công ty cũng trong cái hệ thống làm đẹp mà đã từ từ mà thất bại hoàn toàn. Tại sao? Tại vì những công ty đó không có những cái sản phẩm, không có một những hệ thống để mà bảo trì một cái hệ thống lâu dài và những cái hệ thống làm đẹp cho con người. Cho nên ngày hôm nay cái sales growth của Nu Skin ticker symbol là NUSNUS. Đây là cái symbol và nó đang trade trên stock của New York Stock Exchange chứ không phải là trên Nasdaq. Nu Skin vẫn có cái growth rất là khiêm nhượng, khoảng cỡ 7-8% một năm thôi, kính thưa quý vị. Và luôn cái income nó cũng grow theo cái đà sales đó. Mặc dù vậy nhưng mà nó vẫn làm ra được lợi nhuận và continue to ready để mà đẩy công ty, giá trị công ty lên vào khoảng cỡ 4 tỷ đến 5 tỷ. Và tôi nghĩ rằng đến 4 tỷ đến 5 tỷ thì công ty sẽ đến, thì toàn bộ cổ phiếu sẽ lên vào khoảng 90-98 đô. Và từ đó nếu mà breakout sẽ lên tới 130 đô, kính thưa quý vị. Đây là một công ty không phải là nó đi rất là lẹ, cổ phiếu này không có đi ào ào hay là ào ạt như những công ty khác, nhưng nó sẽ lên từ từ cho quý vị. Và nó có thể lên 5 đồng xuống 3 đồng, lên 5 đồng xuống 3 đồng, có thể là lên tiếp tục 3 ngày xuống 2 ngày. Đây, điều đó nó rất là bình thường có với cổ phiếu. Và nếu mà nó đi cái đà đó thì tôi nghĩ rằng trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm, hoặc có thể là cuối năm nay, Nu Skin sẽ đến và hit được khoảng 110 đô. Và đó có thể mang lại cái lợi nhuận cho quý vị khoảng 30% năm nay. Nếu quý vị nào không có muốn mua bán cổ phiếu aggressive hay là nhảy vô nhảy ra trao đổi những cổ phiếu như vậy thì quý vị có thể mua được Nu Skin. Ticker symbol NUS hiện nay đang trade 72 đô la. Chúng tôi đã vào khoảng 65 rồi. Mặc dù vậy tôi đã từng
nói trên nhiều talk show về Nu Skin khoảng cỡ một tháng trước, và tại chúng tôi đã vô vào khoảng cỡ 65, nhưng mặc dù vậy cổ phiếu vẫn còn có thể mua dưới 75 được. Tôi nghĩ rằng 75 trở xuống tức là goodbye level, và hiện nay cái level 72 này có thể đi còn lẻ hơn là từ 65 tới 72. Tôi nghĩ khi mà 72 mà nó break ra rồi, nó sẽ đi aggressively, đi thẳng lên luôn cho đến khoảng là 90 kính thưa quý vị. Chương trình từ Wall Street đến Bursa Street xin hẹn quý vị vào kỳ tới.